Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp kênh của mình được hơn 10.000 lượt đăng ký. Và mình hứa sẽ ra nhiều video lồng tiếng hơn nữa. Và video ngày hôm nay sẽ là video hướng dẫn miệng mũi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào bài học nhé. Let's go! Đầu tiên các bạn quan sát cho mình hình trên. Đây là cách miệng mũi theo các phong cách khác nhau. Các bạn cần phân biệt để biết rằng mỗi một phong cách sẽ có cách thể hiện riêng. Tuy nhiên, để vẽ được mũi cách điệu, bạn cũng cần bám theo các hình mẫu thực để có thể dàn lực nó. Mình đã vẽ sẵn một chiếc mũi người thật ra trước. Mũi là phần nằm chính giữa khuôn mặt và là phần liên kết giữa các ngũ quan khác. Để hiểu rõ hơn, bạn cần đưa nó về các khối căn bản. Mình sẽ vẽ khối cầu này sang bên cạnh để các bạn dễ quan sát hơn. Như mình đã giới thiệu ở video vẽ môi, khối cầu sẽ bao gồm các phần sáng, trung gian, tối và phản quang. Các bạn cần nhớ những kiến thức này để áp dụng cho việc lên sắc độ và khối mũi. Để vẽ phần mũi thì các bạn kẻ cho mình một trục nằm ngang. Tiếp theo là xác định phần đáy mũi. Đây là diện úp và nó là phần tối và khó nhìn thấy rõ nhất. Bây giờ mình sẽ vẽ phần khối cầu để thể hiện đầu mũi và hai cánh mũi. Ở phần đầu mũi thì khối cầu sẽ lớn hơn so với khối cầu phần cánh mũi. Trong phần đáy mũi thì sẽ bao gồm phần lỗ mũi. Tùy từng góc vẽ để có thể thấy được lỗ mũi hay không. Sau khi đã phân mảng và diện mũi rồi thì mình sẽ lên khối cho mũi. Các bạn quan sát hình mẫu để phân tích các mảng sáng tối. Tuy cánh mũi và đầu mũi đều là khối cầu nhưng đầu mũi sẽ sáng hơn vì nó nhô ra phía trước nhiều hơn. Đó là lý do tại sao các bạn cần phải học khối và phải tư duy để áp dụng được vào trong vẽ tranh. Thật sự là các khối cơ bản rất quan trọng. Đó là lý do tại sao khi mới học vẽ mình đã phải học rất nhiều khối cơ bản và sau đó mới được học nâng cao dần lên. Khi các bạn đã phân tích được khối đậm nhạt rồi thì bạn dùng bông gòn hoặc bút di chì để làm mềm phần đầu mũi. Bạn hãy coi như đây là lớp chì nền. Tiếp theo là những các chi tiết cho rõ ràng hơn. Và bạn cần phải lên thêm các lớp chì ở phần tối. Thường thì các bạn nên đẩy phần tối từng lớp một để dễ dàng xử lý. Phần bóng đổ còn phụ thuộc vào ánh sáng nên bạn cần phải có mẫu để quan sát. Vậy, nếu như bạn đã hiểu qua về cấu trúc mũi rồi thì mình sẽ cách điệu mũi sang thể loại bán thực. Với thể loại này thì phần mũi đã được giản lược khá nhiều và có chút thay đổi. Đầu tiên bạn kẻ cho mình trục ngang và trục dọc sẽ chia trục ngang thành hai phần. Trục dọc này bạn hãy coi nó là sống mũi. Xác định phần dưới mũi. Bây giờ đoạn cánh mũi sẽ nối lên gần với sống mũi. Xác định phần bóng đổ bằng đường cong như trong hình. Bạn sẽ thấy là hình mũi này khá giống hình giọt nước. Tiếp theo là vẽ phần lỗ mũi. Và cách vẽ sơ hơi giống so với mũi thật. Phần đầu mũi và hai cái mũi được cấu tạo từ các khối cầu. Lấy bông gòn xoa đều và làm mềm lớp chì. Bạn chỉ nên xoa nhẹ thôi, nếu không sẽ làm mất một số các nét vẽ cần thiết. Nhấn nhá thêm một số nét ở phần cánh mũi, lỗ mũi và phần dưới mũi. Và bạn cần lên được độ đậm nhạt cho mũi rõ hơn. Dùng góc của tay bút chì và tẩy nhẹ phần đầu mũi để làm điểm sáng. Sau khi đã hoàn thành xong thì bạn có thể so sánh sự khác nhau giữa chiếc mũi theo hai phong cách. Ngoài cách vẽ mũi này ra thì còn rất nhiều các cách vẽ mũi khác nữa. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cách vẽ mũi khác của mình. Thật ra cách này khá giống so với cách ban đầu mình hướng dẫn. Cách phát thảo và lên hình mũi vẫn như vậy. Tuy nhiên thì phần đầu mũi sẽ được cách điệu hơn. Như trong hình mình đang vẽ thì các bạn sẽ thấy là phần sống mũi sẽ được thể hiện rõ ràng hơn, sáng hơn. Các bạn có thể chọn một trong hai cách vẽ mũi này hoặc có thể sáng tạo theo phong cách của riêng mình. Vậy là mình đã hướng dẫn xong phần vẽ mũi cách điệu. Tiếp theo mình sẽ nói thêm về sự thay đổi của mũi theo các góc khác nhau. Các bạn lưu ý cho mình vì mũi là phần nhô cao nhất ở khuôn mặt. Khi bạn thay đổi góc nghiêng các góc chính diện, trục mũi sẽ không phải là trục dọc vuông góc với trục ngang nữa, mà nó sẽ có độ nghiêng nhất định tùy theo sống mũi của mẫu hoặc là nhân vật bạn muốn thể hiện. Khuôn mặt càng nghiêng thì sống mũi cũng sẽ nghiêng hơn. Nếu như ở góc nghiêng mà bạn vẽ sống mũi vẫn nằm vuông góc với trục ngang là hoàn toàn sai và điều này sẽ không thể hiện được độ cao của mũi. Các bạn lưu ý cho mình phần này nhé.
Cho nên khi các bạn muốn vẽ được khuôn mặt thì cần phải biết được các đặc điểm và cấu tạo của ngũ quan và vị trí và khoảng cách đặt như thế nào để cho gương mặt hài hòa. Vì vậy trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ ngũ quan cho nhân vật minh họa. Và đương nhiên là tranh minh họa thì tỷ lệ gương mặt cũng sẽ khác so với tỷ lệ người thật. Trước khi kết thúc video này thì mình sẽ thực hành việc xác định vị trí mũi trên khuôn mặt của nhân vật. Ở đây thì mình đã vẽ sẵn một bức tranh, nhưng hai nhân vật đều chưa có phần mũi. Không biết các bạn có đoán ra đây là nhân vật nào không, nhưng đây chính là nhân vật yêu thích của mình. Từ trước tới giờ trong bộ truyện Inuyasha thì mình đã vẽ nhân vật này rất nhiều. Bây giờ mình sẽ xác định phần mũi. Các bạn để ý cho mình nhé, trục ngang đi qua phần dưới mũi sẽ đi qua phần tai ở phía dưới. Vậy nên là phần dưới mũi và phần kết thúc của tai ở phía dưới sẽ cùng nằm trên một trục ngang. Ở video tiếp theo thì mình sẽ nói rõ hơn về những cái trục này. Bây giờ xác định chiều ngang của phần mũi thì chiều ngang của phần mũi sẽ gióng từ góc mắt trong gióng xuống, và hai trục dọc gióng xuống cắt cái trục ngang thì đó chính là phần để các bạn xác định cả cánh mũi này. Sau đó kết hợp việc vẽ mũi và lên khối mũi mình đã hướng dẫn để vẽ mũi cho nhân vật, thêm phần bóng đổ để thể hiện độ cao của mũi. Và nhân vật bé gái thì các bạn cũng xác định và vẽ tương tự. Tuy nhiên với mẫu nhân vật nhỏ tuổi, các bạn nên vẽ mũi nhỏ xinh vào thì nhân vật sẽ đáng yêu hơn. Vậy là mình đã hoàn thành xong phần hướng dẫn vẽ mũi và xác định vị trí của mũi trên khuôn mặt. Mình mong là video này sẽ có ích với mọi người. Trong tương lai mình có thể sẽ làm một số video review họa phẩm và video sửa tranh cho các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!